Ngày 1 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở chính của Ericsson ở Stockholm, Thụy Điển, Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone và Tập đoàn Ericsson đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đổi mới sáng tạo, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển công nghệ 5G tại Việt Nam. Theo đó, Ericsson sẽ chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu về các ứng dụng thương mại 5G và hỗ trợ Mobile Phone trong việc thiết lập, vận hành trung tâm đổi mới sáng tạo 5G tại Việt Nam, bao gồm tư vấn thiết kế và các giải pháp trải nghiệm dịch vụ. Trung tâm này sẽ đóng vai trò là nơi nghiên cứu và phát triển các ứng dụng và giải pháp dựa trên công nghệ 5G, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Mobile Phone cho biết, nhà mạng đang triển khai công tác đầu tư phát triển mạng vô tuyến và đầu tư mạng lõi cho mạng 5G, tăng cường trải nghiệm cho các dịch vụ hiện hữu và thử nghiệm triển khai các dịch vụ mới trên nền 5G. Ericsson Việt Nam cũng cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác và các hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm đảm bảo Việt Nam khai thác tối đa lợi ích từ hạ tầng mạng 5G mạnh mẽ và bền vững. Sự kiện này không chỉ thể hiện sự hợp tác bền vững giữa hai bên mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế số tại Việt Nam trong tương lai.